Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Hôm nay bên mình có một số máy mới về giới thiệu đến anh em nha. Anh em nào đã mua bên mình thì cũng đã biết cách thức của bên mình rồi. Bên mình thì có ship có toàn quốc luôn nha. Anh em ở tỉnh thì cọc cho mình từ 50 đến 100k tùy theo giá trị máy thì mình sẽ ship tới tận nơi luôn. Anh em được phép xem máy, ok rồi mới lấy nhà hàng nha. Còn máy bên mình bán ra sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng. Anh em coi video thì nhớ cho mình một nút đăng ký nha mọi người. Đây. Anh em nào coi video thì nhớ bấm vào đây đăng ký nha. Bấm vào đăng ký này có chuông thì mọi người nhớ nhấn chuông luôn để theo dõi những video mới nhất của kênh mình nha. Để xem cập nhật giá cả thôi. Giá cả hàng ngày của bên kênh mình bán ra nha. Máy bên mình bán thì cam kết 100% là máy nguyên zin, chưa bung, chưa thay vỏ, chưa sửa chữa gì hết nha. Hôm nay thì mình có một số máy mới đầu tiên mình giới thiệu cho anh em. Cây này là cây S9 LED nha, Samsung Galaxy S9 LED. Con này xách tay Hàn Quốc, con này bản 256GB lần nha, 256GB. Con này tha hồ mà lưu trữ luôn. Con này thì nói chung là viền rồi nó có hơi trầy. Đây, viền thì cũng còn tương đối đấy. Con này cũng tầm 97% thôi. Mặt kính thì nó hơi trầy nè. Này, mình quay cho anh em, không biết anh em có nhìn thấy rõ không? Tại vì rất là khó thấy nha, những vết trầy trên cái mặt kính này quay cực kỳ khó thấy nè. Đây nó trầy, anh em dán vô là ok thôi đó, thấy được vài vết à. Sơ sơ con này RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB nha, bản 256GB màu tím, camera kép. Con này một sim nha, chưa lên hai sim luôn. Anh em mua gì có thể lên hai sim nha, bên mình thì không hỗ trợ lên hai sim đâu. Còn con này bên mình sẽ bán với giá là 4.950.000 nha mọi người. Galaxy S9 LED máy nguyên zin 4.950.000 thôi. Cây này là cây Xiaomi Redmi Note 7. Cây này kính nó cũng hơi trầy luôn. Nói chung là máy nguyên zin thì nó sẽ có những vết trầy thôi, tại do người ta máy cũ người ta đã xài rồi nên nó sẽ có trầy nha mọi người. Con này thì RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, hàng chính hãng. Camera 48 48 chấm đó. RAM 4 và nhớ trong 64, chip Snapdragon 660 nha. Con này màn hình là 6.3 inch, độ phân giải Full HD nha. Con này bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 350 ngàn nha mọi người. Redmi Note 7 2 triệu 350 ngàn. Samsung Galaxy M20 nha. Trời ơi, M20, con này pin dung lượng khủng nha mọi người. Con này pin tới 5.000 lận. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Coi thử đúng không đã. RAM 3, RAM 4 đây. Coi này RAM 3GB nha, bộ nhớ trong 32GB. Con này nghiêng về pin thôi, pin thì cực kỳ trâu bò luôn. Màn hình là 6.3 inch, độ phân giải với Full HD luôn nha. Pin 5.000. Camera kép vân tay một chạm. Con này thì máy tầm 97-98%. Bên mình sẽ bán con này với giá là 2 triệu 350 ngàn nha mọi người. Samsung Galaxy M20 nha, 2 triệu 350 ngàn thôi. Cây thiệt là to nè. Anh em là càng con pin trâu bò thì mua con này nha. Con này là con Mi Max 3. Mặt kính thì đẹp, mặt lưng thì nó có trầy nhẹ nha. Đây, Mi Max 3. Một con này màn hình rất là to luôn, màn hình 6.9 inch, độ phân giải Full HD. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB nha. Hai sim hai sóng, pin trâu bò. Con này chạy chip Snapdragon 636 nha. Bên mình sẽ bán con này với giá là 2 triệu 950 ngàn nha mọi người. 2 triệu 950 ngàn. Xiaomi Mi Max 3 nha. Cái này là cây Vivo U10. Máy thì nói chung là 97%, 95% thôi, lưng nó hơi trầy. Con này RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, chip Snapdragon 665 nha. Con chip 665 này xài cực kỳ ok luôn nha. Con này chip này rất là mạnh, anh em chiến game bao cực kỳ mượt luôn nha, xài thời gian lâu dài sẽ mượt mà. Con này RAM 4 và nhớ trong 64GB, chip 665, màn hình là 6.3 inch Full HD, pin 5.000, pin cực kỳ trâu luôn. Một con máy mà nói chung là chip mạnh mà pin trâu nữa là cực kỳ thích luôn nha mọi người, xài
thích nhất là cái dung lượng pin nó phải trâu trâu một xíu, nhiều khi chơi game hay mà hay dùng cái gì nó cũng ok hơn. Và camera chụp hình rất là đẹp luôn. Con này bên mình sẽ thanh lý với giá là 2 triệu 250 ngàn nha. Vivo U10 2 triệu 250 ngàn thôi. Mình còn con U10 nữa đây. Con này thì máy đẹp 98% nha, U10. Con này đẹp 98 màu xanh. Con này thì mình sẽ thanh lý với giá là 2 triệu 450 ngàn nha. Máy đẹp 98 là 2 triệu 450 ngàn. Còn máy này 97, 96% thì mình sẽ thanh lý là 2 triệu 350 ngàn nha. Xiaomi Redmi 7 nha mọi người. Con này đẹp 98%. RAM 4, RAM 3GB, bù nhớ 132, chip Snap 632 nha. Màn hình 6.3 inch. Còn vân tay một chạm camera kép nha. Con này nói chung là chip 632, trong tầm giá tiền của nó là sự lựa chọn tốt nha mọi người. Con này thì mình sẽ bán với giá là 1 triệu 850 ngàn nha mọi người, 1 triệu 850 ngàn thôi. Vivo Y91C nha. Con này rất là đẹp luôn. Ngoại hình 98%. RAM 2, bộ nhớ trong 32GB, màn hình 6.3 inch, màn hình giọt nước nha. Màn hình độ phân giải là HD. Pin 4000, pin ngon đó. Pin 4000 là nói chung là cũng rất là trâu rồi, những con máy mà nói chung là tầm phổ thông như thế này thì nói chung là pin 4000 là nó xài phải tầm 2 ngày mới hết. Con này hai SIM có hỗ trợ thẻ nhớ luôn. Bên mình sẽ bán con này với giá là 1 triệu 6 nha mọi người, 1 triệu 6 thôi. 1 triệu 6 có được một con máy nói chung là đẹp, chụp hình đồ hay mọi thứ đồ cực kỳ ngon luôn nha. Con này nói chung trong tầm giá là xài cũng rất là tốt đó. LG nay còn một con LG đời thống nè mọi nha mọi người. Con này ra lâu rồi. Con này là G5 SE, con này bản hai SIM nha. LG G5 SE, camera kép, vân tay mà một vân tay không biết một chạm hay là vân tay gì đây, chắc có nhắn vô được. Con này RAM 32GB nha. Coi bộ nhớ RAM thì mấy GB. RAM con này 3GB, bộ nhớ trong 32GB nha. G5 SE. Con này bản 2 SIM nha. Mình sẽ thanh lý con này với giá là 1 triệu 450 ngàn nha mọi người, 1 triệu 450 ngàn cho em G5 SE thôi. Redmi, hôm nay mình có con Redmi 2 Pro, bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 64, chip Snapdragon 665, pin 4000, màn hình Full HD, màn hình 6.3. Con này mình sẽ bán với giá là 2 triệu 4 nha, 2 triệu 4 nha mọi người. Đây là cái Vivo V15 nha mọi người. Con này là màn hình 6.5 inch nha, độ phân giải là Full HD. RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 128GB nha, Vivo V15. Con này thì ngoại hình nó có trầy nhẹ theo năm tháng nha mọi người. Con này ngoại hình tập 97% thôi, Vivo V15 nha. Camera thọ thuộc và ba camera sau, vân tay một chạm. Con này bên mình sẽ bán con này với giá là 2 triệu 950 ngàn nha mọi người. Vivo V15 bản RAM 6 128GB, 2 triệu 950 ngàn thôi. Còn mình có một thêm một cây, đây là cây Vivo U10 nữa nha. Cây này máy thì ngoại hình nó đẹp như mới luôn, đẹp 99% luôn. Đẹp keng như mới nha mọi người. Rồi, đẹp như mới luôn. Con này bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 450 ngàn nha. Máy đẹp keng 99%. Cái này là cây Vivo Y19 nha. Hôm nay có một cây Y19 đẹp lắm. Cây này đẹp keng như mới luôn. Đẹp lắm nha mọi người. Bảo hành chính hãng thì xa vời rồi. Con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong 128GB nha. Màn hình con này tầm 6.5 inch, độ phân giải là độ phân giải con này chắc tầm độ phân giải Full HD. RAM 6, bộ nhớ trong 128, camera ba camera sau, vân tay một chạm. Con này máy đẹp 99, bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 050 ngàn nha mọi người. Vivo Y19 3 triệu 050 ngàn. Cái này cái Oppo Reno 2F nha. Reno 2F. Con này thì nói chung là máy nó tầm 98% nha, 97% thôi.
Con này máy tạo đẹp 97 nha mọi người. Con này RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, màn hình 6.5, vân tay trong màn hình luôn, màn hình AMOLED. Camera trước trượt lên, 4 camera sau. Con này bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 650 ngàn nha, Oppo Reno 2F nha mọi người. Samsung Galaxy. Con này A30s nha. A30s nha. Máy đẹp 99 98%, 98% thôi. Màn hình 6.3 inch, màn hình AMOLED, vân tay trong màn hình. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nha. Nhớ trong 64GB. Bảo hành chính hãng còn dài nha. Con này bảo hành chính hãng với tầm tới tháng 1 2021 nha. Con này A30s thì bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 250 ngàn nha mọi người. Oppo A3 Samsung Galaxy A20s nha, A30s nha. Liệu Samsung Galaxy A30s bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 250 ngàn nha. Cái này cái Oppo F11, RAM 6 và nhớ trong 64GB. Con này thì nói chung mặt kính nó có trầy nhẹ nha, có trầy nha mọi người. Màn hình con này là tầm 6.5 inch, độ phân giải Full HD, camera kép vân tay một chạm, pin trâu. Con này thì mình sẽ bán với giá là 3 triệu 150 ngàn nha mọi người. Oppo F11 3 triệu 150 ngàn. Con này ngoại hình trầy tầm 97% thôi. Xiaomi Redmi Note 8, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64, chip Snapdragon 665, pin 4000, 4 camera, camera 48 chấm và màn hình 6.3. Tính ra con này với lại con Vivo U10 cấu hình nó như nhau nha mọi người, nhưng mà con U10 thì giá thành nó rẻ hơn. Nếu mà người chọn thì mình nghĩ nếu mà muốn tiền ít mà cấu hình mạnh thì mua U10 nha. Con U10 camera chụp hình cũng khá là đẹp luôn. Con Redmi Note 8 này thì chụp hình cũng được nha mọi người. Con Note 8 này mình sẽ thanh lý với giá, mình sẽ bán cho mọi người với giá là 2 triệu 850 ngàn nha mọi người. 2 triệu 850 ngàn Redmi Note 8 nha. Samsung Galaxy A50 nha mọi người. Con này ngoại hình 97% thôi. 97 A50. RAM 4 và nhớ trong 64 nha. A50. Bên mình sẽ bán con A50 này với giá là 3 triệu mốt nha mọi người. Samsung Galaxy A50. Cái này là cây Samsung A5s, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32, camera kép vân tay một chạm, màn hình giọt nước 6.3. A5s thì mình sẽ thanh lý, mình sẽ bán với giá 3 triệu, sẽ bán với giá 2 triệu 150 ngàn nha. A5s nha mọi người. Mọi người thông cảm, hôm nay mình có một số việc bận nên mình hơi lâu bô một xíu, nên mình muốn quay clip nhanh nên mà nói hơi bị liệu nha. Mọi người coi thì thông cảm giúp mình. Con này con Galaxy A50s. RAM 4 và nhớ trong 64GB luôn. Con này màn hình 6.3 inch Full HD, vân tay trong màn hình. A50s thì mình sẽ bán với giá là 3 triệu 750 ngàn nha. Con này con Oppo A31 nha mọi người. Máy là mặt lưng nó hơi trầy, RAM 6GB nha. Con này bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128, màn hình 6.5. Con này bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 150 ngàn luôn nha. Con này con A9 2018, máy còn rất đẹp Samsung nha. Con này màn hình là 6.3 inch Full HD, RAM 6 128, chip Snapdragon 665, vân tay một chạm, 4 camera sau. Con này bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 650 ngàn nha mọi người. Con này con Galaxy Note 9 nha. Con này xuất tay Mỹ. Máy thì đẹp 99, 98% thôi. Con này đẹp 98 nha. Con này màu đen, RAM 6 128GB, bộ nhớ trong màu đen nha. Màu đen nhìn rất là đẹp luôn. Con này camera kép vân tay một chạm. Bên mình sẽ bán con này với giá là 6 triệu 550 ngàn nha. Mình còn thêm một con A50 nữa nha mọi người. Con này thì mặt lưng nó hơi trầy nha, và sườn thì nó có dưới cổng sạc thì nó hơi trầy luôn. Con này bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu nha.
A50 RAM 4 và nhớ trong 64 GB. Cái này là cái Oppo A3 nha mọi người. Oppo A3. Con này màn hình AMOLED, vân tay trong màn hình luôn. Con này RAM 4 GB và nhớ trong 64 GB nha. Oppo Xiaomi Mi A3 nha. Con này chạy Android One cực kỳ mượt mà luôn. Hàng chính hãng. Con này tính ra cũng còn bảo hành khá là dài nha. Con này chạy chip Snapdragon 665 nha mọi người. Màn hình 6.3 inch, độ phân giải HD. Xiaomi Mi A3, con này hai SIM hai sóng hỗ trợ thẻ nhớ hết luôn nha. Camera đẹp, màn hình AMOLED cực kỳ rực rỡ luôn. Con này bên mình sẽ bán với giá là 2.650.000 nha mọi người. Mi A3. Hôm nay mình có một số máy mới vậy thôi. Anh em quan tâm thì nhớ, muốn mua mọi điện thoại quan tâm tới giá cả hàng ngày thì mọi người cứ nhắn đăng ký kênh của mình nha. Bên mình sẽ update máy hàng ngày luôn và giá cả thì sẽ theo giá thị trường hàng ngày luôn nha. Và giá bên mình thì bán ra thì bên mình cam kết là hầu như giá tốt nhất thị trường rồi. Máy cắt tốt và chất lượng thì nguyên zin, chưa qua sửa chữa luôn, uy tín nha mọi người. Bên mình bán sẽ bảo hành cho mọi người 3 tháng, ship code toàn quốc luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Nhớ đăng ký cho kênh của mình nha. Rồi cho mình một like, một chia sẻ nha. Cảm ơn em đã quan tâm.